Đây là một trò chơi được giải quyết bởi các nhà khoa học vào năm 2006. Giả sử bạn là một thiên thần trên lưới mạng không dây và sau mỗi lượt bạn có thể nhảy ra ngoài KU. Khi K bằng 110, đó là những vị trí mà bạn có thể nhảy ra. Khi K bằng 20, đó là các vị trí khác và cứ thế. Trong khi đó, có một ác quỷ. Trong lượt của mình, ác quỷ có thể di chuyển đến bất kỳ ô nào và loại bỏ nó để thiên thần không thể truy cập được. Đây là luật chơi cơ bản. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ác quỷ có cách nào để bắt thiên thần không và ngược lại? Đây là một câu hỏi được John Conway đưa ra. Có thể cảm giác ban đầu của bạn là thiên thần không bao giờ bị ác quỷ bắt được vì có lưới mạng vô hạn và ác quỷ chỉ có thể di chuyển một ô mỗi lượt. Do đó ác quỷ chắc chắn không có đủ thời gian để bắt thiên thần. Tuy nhiên, nếu bạn suy nghĩ kỹ hơn, bạn có thể đưa ra câu trả lời khác. Đầu tiên, từ góc độ trò chơi, thiên thần không bao giờ quay lại các vị trí mà nó đã có thể di chuyển đến, vì điều này sẽ dẫn đến việc ác quỷ triển khai. Nếu trong lượt của mình, thiên thần di chuyển đến các ô mà nó có thể truy cập trước đó, thì vị trí di chuyển của nó sẽ giống với số ô mà nó có thể di chuyển trong một lượt. Nhưng trong khi đó, ác quỷ lại đi thêm một bước và loại bỏ một ô. Nói tóm lại, những ô mà thiên thần có thể di chuyển trong một lượt được xem như đã bị ác quỷ loại bỏ. Vậy giờ bạn có còn nghĩ thiên thần không thể bị bắt không? Để dễ hiểu hơn, giả sử K bằng 1. Sau đó, vì việc đi ngược lại không thuận lợi cho thiên thần, nên thiên thần sẽ di chuyển lên mỗi lần. Lúc này, ác quỷ chỉ cần nhận thấy lỗ trống để lại tường ở nơi rất xa, và một khi thiên thần đến nửa đường, nó sẽ bắt đầu đóng lỗ trống trong tường mà thiên thần sẽ đến. Một lần đi đi lại sẽ đóng kín tường cho đến khi thiên thần bị bắt. Đây là chiến lược ác quỷ thắng khi K bằng 1 hoặc khi thiên thần không thể giảm tọa độ bên ngoài của nó. Năm 1996, Conway lại chứng minh rằng nếu thiên thần tiếp tục tăng khoảng cách đến điểm xuất phát của nó, thì ác quỷ có chiến lược thắng. Cuối cùng, vào năm 2006, bốn nhà khoa học đã độc lập giải quyết được vấn đề này. Nhà toán học Na Uy Aka Kohonen và nhà toán học Úc An Zmat chứng minh được K bằng 20, thiên thần sẽ luôn thoát được. Nhà toán học Anh Brian Bowditch chứng minh rằng khi K bằng 40, thiên thần có chiến lược thắng. Cuối cùng, Peter Winkler của Hoa Kỳ chứng minh rằng khi K lớn hơn 20, thiên thần có chiến lược thắng. Và điều này đã mất 24 năm để chứng minh vấn đề này dường như rất đơn giản.